Tập 390. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải. Mỗi niệm thiện có một thiên đường, một niệm tịnh tương ứng với một tịnh độ, một niệm ác tương ứng với một cửa địa ngục. Trong một giây chúng ta có 1.600 triệu niệm ác, vậy chẳng phải có 1.600 triệu địa ngục đó sao? Trong mỗi giây mỗi niệm chúng ta đều nghĩ đến Phật A Di Đà, vậy có thể không có 1.600 triệu Phật A Di Đà được sao? Vấn đề này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Như thế chúng ta mới hoan hỷ buông bỏ niệm ác. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà, bởi vì Phật A-di-đà là bậc thánh thiện trong các điều thiện, trong sạch nhất trong tất cả sự trong sạch. Không có một niệm nào có thể vượt qua được Phật A-di-đà. Vậy tại sao ta không niệm Phật? Niệm Phật không gián đoạn. Hiện tại, bây giờ, bất kể lúc nào, nơi nào, niệm nghĩ đến là niệm. Khi quên niệm, ta cứ cho qua, mất thì thôi, nghĩ đến lại niệm. Mỗi niệm thiện có một thiên đường, một niệm tịnh tương ứng với một tịnh độ, một niệm ác tương ứng với một cửa địa ngục. Trong một giây chúng ta có 1.600 triệu niệm ác, vậy chẳng phải có 1.600 triệu địa ngục đó sao? Trong mỗi giây mỗi niệm chúng ta đều nghĩ đến Phật A Di Đà, vậy có thể không có 1.600 triệu Phật A Di Đà được sao? Vấn đề này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Như thế chúng ta mới hoan hỷ buông bỏ niệm ác. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà, bởi vì Phật A-di-đà là bậc thánh thiện trong các điều thiện, trong sạch nhất trong tất cả sự trong sạch. Không có một niệm nào có thể vượt qua được Phật A-di-đà. Vậy tại sao ta không niệm Phật? Niệm Phật không gián đoạn. Hiện tại, bây giờ, bất kể lúc nào, nơi nào, niệm nghĩ đến là niệm. Khi quên niệm, ta cứ cho qua, mất thì thôi, nghĩ đến lại niệm. Bởi vì 8 vạn 4.000 pháp môn đòi hỏi cắt đứt phiền não, còn đây là pháp môn không đòi hỏi như thế, nên gọi là dễ. Song điều phục phiền não như thế nào? Nếu không điều phục được, thì cho dù quý vị có niệm Phật cả đời cũng không thể giảng sanh. Bởi thì đới nghiệp là đới nghiệp cũ, chứ không đới thêm nghiệp mới. Ta có thể mang theo phiền não đã tạo trong kiếp trước, nhưng kiếp này những phiền não trước lúc giảng sanh, đặc biệt là niệm cuối cùng, niệm cuối cùng trước khi lâm chung là danh hiệu Phật, quý vị phải mang theo. Nếu niệm sau cùng khi lâm chung không phải là Phật A-di-đà, thì quý vị không mang gì đi được, vẫn phải tùy nghiệp mà luân chuyển, cũng có nghĩa là tiếp tục luân hồi trong 6 đường. Sau khi mất, con người sẽ đi đâu? Nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ kéo anh ta đi đầu thai? Vì sao sau khi con người mất lại đọa làm súc sanh? Vì họ không phân biệt phải trái, ngu si, không có trí tuệ. Sao có người chết rồi lại đọa vào cõi quỷ đói? Vì lòng tham họ nặng quá. Tuy họ không đến nỗi không phân biệt phải trái, nhưng mỗi suy nghĩ của họ đều nghĩ đến việc chiếm đoạt. Có người sau khi chết liền rơi vào địa ngục, vì tâm sân hận đố kỵ, báo thù của họ nặng quá.
Những người như thế sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Có người sau khi chết được sanh làm người. Cõi người là gì? Lòng giữ luân thường nghiêm túc. Mỗi niệm họ đều không quên luân thường đạo đức. Mỗi niệm đều nghĩ đến hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, họ sẽ trở lại làm người. Mỗi niệm đều từ bi, mỗi niệm đều muốn làm 10 điều thiện. Những người như thế sau mệnh chung sẽ được sinh lên cõi trời. Tất cả đều do tâm niệm sau cùng. Chúng ta thử nghĩ xem, tâm niệm sau cùng của chúng ta là gì? Điều này rất quan trọng. Nắm chắc tâm niệm sau cùng, chắc chắn sẽ được giảng sanh tịnh độ. Phải một lòng cầu sanh thế giới cực lạc, không thể không hiểu vấn đề này. Điều này có liên quan đến kiếp sau của ta, không được sai lầm dù chỉ nhỏ bằng sợi tơ. Mỗi ngày chúng ta phải rèn luyện bản thân. Rèn luyện những gì? Dùng câu A-di-đà Phật để điều phục phiền não, nuôi nó thành thói quen. Làm sao niệm lúc cuối cùng trước khi lâm chung phải là Phật A-di-đà? Như thế mới thành công. Mỗi niệm là một cảnh giới. Bồ Tát Di Lặc cho chúng ta biết, một giây có 1.600 triệu niệm, mỗi niệm không giống nhau. Thiện niệm là thiên đường, ác niệm là địa ngục. Khi chúng ta niệm Phật, niệm thế giới cực lạc cùng thi, nên biết nhân chính của thế giới cực lạc là tự tánh của chúng ta. Đại sư Huệ Năng đã nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Thế giới cực lạc tự nó đã đầy đủ trong đó. Từ đâu mà có? Thế giới cực lạc trong tự tánh của chúng ta có quan hệ rất chặt chẽ với ta. Đây là nhân chính. Phật A-di-đà phát 48 lời nguyện để xây dựng thế giới là duyên. Ngày nay chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng là duyên. Nhân duyên quả báo đều không tách rời tự tánh. Đây là điều có thực, không phải giả. Khi ta đã thấy rõ mối quan hệ này rồi, thì những nghi ngờ của chúng ta biến mất, không còn một chút hoài nghi nào. Chúng ta chắc chắn đến nơi đó. Tại sao? Nơi đó ổn định, nhanh chóng, không có sự trở ngại nào. Tu hành nơi đó chắc chắn sẽ chứng quả. Sau khi thành Phật, ta nương thuyền từ trở lại độ chúng sanh. Vì lúc đó ta đã đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thần thông, đầy đủ đạo lực. Ta có bản lĩnh để giúp đỡ tất cả chúng sanh đang bị khổ nạn. Đến thế giới cực lạc thành công rất nhanh. Vì sao vậy? Vì không bị gián đoạn trong quá trình học tập. Quý vị sẽ hiểu, ở thế giới cực lạc, Phật A-di-đà không bao giờ gián đoạn trong suốt quá trình giảng kinh. Ở thế giới này, ta còn phải ăn uống, nghỉ ngơi, nên phải tốn thời gian. Ở thế giới cực lạc họ không ăn uống, lại không ngủ nghỉ. Vậy thì thời gian của họ một giây cũng không lãng phí. Tất cả đều dành thời gian cho học tập. Học vô lượng kiếp thì quả là rất nhiều. Quý vị biết tình trạng này, lật lại vấn đề, thử nghĩ một chút về địa ngục.
Địa ngục cũng được mô tả gồm 18 tầng. 18 tầng là nói chung. Trong mỗi tầng của 18 tầng đó lại có 18 tầng. Chia tiếp, trong mỗi tầng lại có 18 tầng, tiếp tục chia nữa, thành ra vô lượng vô biên. Bây giờ chúng ta đã hiểu, mỗi niệm thiện có một thiên đường, một niệm tịnh tương ứng với một tịnh độ, một niệm ác tương ứng với một cửa địa ngục. Trong một giây chúng ta có 1.600 triệu niệm ác, vậy chẳng phải có 1.600 triệu địa ngục đó sao? Trong mỗi giây mỗi niệm chúng ta đều nghĩ đến Phật A Di Đà, vậy có thể không có 1.600 triệu Phật A Di Đà được sao? Vấn đề này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng minh bạch, như thế chúng ta mới hoan hỷ buông bỏ niệm ác. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A Di Đà, bởi vì Phật A Di Đà là bậc thánh thiện trong các điều thiện, trong sạch nhất trong tất cả sự trong sạch. Không có một niệm nào có thể vượt qua được Phật A Di Đà. Vậy tại sao ta không niệm Phật? Niệm Phật không gián đoạn. Hiện tại bây giờ, bất kể lúc nào, nơi nào, miệng nghĩ đến là niệm. Khi quên niệm ta cứ cho qua, mất thì thôi, nghĩ đến lại niệm. Khi đã thành thói quen, mỗi ngày quý vị sẽ niệm nhiều hơn. Không cần tính toán mà nên nhớ phương pháp của Đại sư Ấn Quang. Mỗi câu đều phải rõ ràng, nhớ rõ ràng, nghe tỏ tường. Đêm từ 1 đến 10 dùng tâm trí để ghi nhớ. Phải nhớ câu danh hiệu của ta là câu thứ mấy. Vì sao vậy? Kiểu này rất dễ nhiếp tâm, tạp niệm vọng niệm không xen vào được. Nếu không thực hiện cách này, khi quý vị niệm Phật thì tạp niệm vẫn len lỏi vào. Phương pháp nói trên là tốt nhất. Tạp niệm sẽ không vào được. Một khi nó đã xen vào thì quý vị sẽ không thể nhớ rõ. Quá tạp loạn thì sẽ không điểm được. Ta bắt đầu đếm lại từ đầu, thử xem. Mình duy trì được bao lâu? Khi duy trì được thời gian đủ lâu, quý vị tạm quên, đừng nghĩ đến nó. Có nghĩa là để quý vị khỏi phân tâm. Đừng vì những việc như thế mà phân tâm. Cố gắng niệm, nhớ nghĩ đến tâm thanh tịnh của mình. Này trong vô lượng bội đó tổng quát thành tam bội. Tuy phẩm vị sau khi được giảng sanh khác nhau, nhưng nếu nói về nhân chính để có thể giảng sanh, nhân tố chính để được giảng sanh, không gì hơn phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chừng đó chữ, nhưng nó đã khái quát được bí quyết để được giảng sanh. Tâm Bồ Đề sẽ nói ở phần sau. Đó là những nét chính của cuốn kinh này, là cương lĩnh cương yếu, then chốt để được giảng sanh. Chỉ trong mấy chữ đó thôi, tam bối giảng sanh là nhắm vào phàm phu mà nói. Chúng sanh trong sáu đường được sanh về tịnh độ. Sự khác nhau giữa họ, nghĩa là sự khác biệt giữa phàm phu được sanh về tịnh độ, công đức nguyện hạnh
sẽ quyết định việc sanh về tịnh độ của chúng ta. Chúng ta là những phàm phu, trong sáu đường chúng ta muốn được giảng sanh. Đây là mục đích của chúng ta, là quỹ đạo của chúng ta. Đối với người thật sự muốn cầu giảng sanh thì câu này có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là sự thật, không phải giả dối. Nếu thật sự đúng thì quý vị phải nhận thức đúng đắn về hai thế giới, lúc đó quý vị mới có thể tạm thời buông bỏ thế giới ta bà. Tôi nhất định phải đến thế giới cực lạc. Nếu vẫn còn lưu luyến thế giới ta bà, nếu vẫn không buông được thì quý vị có đi cũng không đến. Niềm tin hiện tại của chúng ta đang bị nó hủy hoại. Nguyện cùng thế không thể chuyên nhất để niệm Phật, cũng có nghĩa là đang có rất nhiều tạp niệm và vọng tưởng xen vào, công phu mất hết. Vì thế cần nhận thức, làm rõ thế giới ta đang cư trú ở đây. Vì thế giới cực lạc cũng phải nhận thức rõ ràng. Muốn nhận thức rõ ràng thế giới cực lạc thì bản kinh này là một lời giới thiệu, chuyên giới thiệu thế giới cực lạc. Cần học tập, nghĩa là cần nhận thức, cần ra tay. Một số từ mới trong này có vẻ như của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Mỗi chữ đều được tra từ điển rồi chú âm. Tất cả những từ trong này đều được tra trong cuốn Phật Học Từ Điển. Mỗi chữ đều được tra cứu kỹ lưỡng, rất công phu, chi tiết. Hạ được quyết tâm để làm, không qua loa. Vì sao vậy? Nếu có sự nghi ngờ, nghi ngờ là nguồn gốc ngăn cản sự giảng sanh. Không được lưu giữ một chút nghi hoặc mới buông bỏ được thế giới này. Có người nói với tôi, tiền bạc của con bị người khác lừa mất rồi, thôi cho qua, không nghĩ đến nữa. Vì sao? Đó là vật ngoài thân, là giả. Quý vị vẫn cứ nghĩ đến, đó là một sai lầm. Không có việc đó thì tâm ta mới thanh tịnh, ta niệm Phật mới yên. Bạn làm hại tôi thế nào tôi vẫn không để ý. Bạn muốn tôi tàn hết. Trong cuộc sống chúng tôi gặp rất nhiều sự việc tương tự như thế. Đạo tràng, bạn muốn tôi biểu ra khỏi cổng. Nếu chúng ta không gặp những chuyện như thế, vui cùng cực, quyết không để những chuyện như vậy trong lòng. Năm nọ tôi rời Đài Loan, không để ý đến đạo tràng nữa. Rời Mỹ, không ngó ngàng gì đến đạo tràng. Đến nơi khác, dựng một đạo tràng nho nhỏ, khi dời gót buồn hết. Trong lòng không một chút ràng buộc. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến, không phải ta đã tự tìm đến sự rắc rối sao? Nghĩ gì? Đó là cái nghĩ của luân hồi sáu đường. Nghĩ về địa ngục, đừng nghĩ đến nó nữa. Khi đã chuyển niệm, ta nghĩ ngay đến thế giới cực lạc, nghĩ Đức Phật A-di-đà. Ngoài ra không nghĩ gì khác, bỏ sạch hết. Cho dù trước mặt là vàng bạc ngọc ngà, danh văn lợi dưỡng, nếu có cứ nghĩ là không có, đừng nghĩ đến nó. Nếu có, ta dứt nó sang một bên. Ai dùng tùy ý, đừng chấp đó là của ta. Không có ta, ai đem đi đâu cứ việc. Quý vị đã tự tại, quý vị không còn bị ràng buộc, không lo nghĩ nữa. Thật sự buông bỏ, buông bỏ tất cả. Đời này ta chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, như thế mới có hy vọng.
đừng có một chút lưu luyến, một chút ràng buộc cũng không có. Tất cả đều tùy duyên, có cũng tốt, không cũng chẳng sao. Như thế chúng ta mới tự tại. Nếu chú tâm vào việc cầu giảng sanh, phải nương tựa vào nó như tấm gương sáng, lúc nào cũng soi xem ta đến ngang đâu. Nương tựa vào đâu? Lấy bộ kinh này làm điểm tựa, coi bộ kinh này như một tấm gương. Đọc lần nào ta đối chiếu lần đó, xem ta đã thực hiện đến đâu. Liệu ta đã giống tỷ kheo Pháp Tạng được bao nhiêu phần? Có giống Bồ Tát Pháp Tạng? Có giống Phật A-di-đà? Thế giới ta đang sống đã giống thế giới Cực Lạc chưa? Có người nói không thể nào giống được thế giới Cực Lạc. Tôi nghĩ không khác thế giới Cực Lạc. Sao lại nói không khác? Rõ ràng là khác mà. Đối với môi trường thế giới Cực Lạc, cơ bản con người ở thế giới Cực Lạc không khởi tâm, không động niệm, không có phân biệt chấp trước. Thế giới này ta cũng không chấp trước nơi cảnh giới hiện tiền. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Vậy đã giống thế giới Cực Lạc chưa? Hoàn toàn không khác. Khi quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không giống. Xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả đều giống. Ở thế giới Cực Lạc ngày nào cũng được thấy Phật A-di-đà. Ở đây trong tâm tưởng của ta ngày nào cũng có Phật A-di-đà. Bất cứ giây phút nào cũng niệm Phật A-di-đà, không rời Phật A-di-đà nửa bước. Ngày nào cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ, ngày nào cũng được thấy thế giới Cực Lạc. Thật sự làm được ức Phật niệm Phật, hiện tại tương lai sẽ được thấy Phật. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Ta thực hiện đến đâu? Câu này rất thâm thúy, chúng ta cần suy nghĩ. Muốn có nghĩa hy vọng, chúng ta mong được giống như Phật A-di-đà, giống như thế giới Cực Lạc. Giống ở đây không có nghĩa là bên đó có vàng ngọc làm đất, vàng ngọc là giả, bùn đất cũng không thật, tất cả đều giả. Vàng ngọc cũng bằng không, đất cá cũng như vậy, tất cả đều giống nhau, không khác. Tất cả đều do những hạt lạp tử cơ bản kết thành, nhưng khác nhau về cách sắp xếp. Ngoài yếu tố này ra, không có gì khác nhau cả. Tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh ra. Thế giới Cực Lạc cùng thì với tâm tưởng, chúng ta đừng khởi tâm, đừng động niệm, đừng phân biệt, đừng chấp trước, cứ bình đẳng. Bình đẳng là chân pháp giới. Cho nên thế giới Cực Lạc với ta là một, không phải hai. Hiện tại chúng ta đang chuyển biến, công phu chưa đầy đủ. Một khi đã đầy đủ thì thế giới chúng ta đây là thế giới Cực Lạc. Chúng ta đã hiểu rõ sự thực, phương pháp cũng đã nắm được. Bây giờ chỉ nỗ lực làm cho đến nơi đến chốn mà thôi. Yếu tố đầu tiên để công việc được thành công, đó là buông bỏ, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Là những cái đó. Chúng ta nghe những lời dạy của Phật, chúng ta không phải là những người thượng căn lời trí, nên không thể cùng một lúc mà buông bỏ tất cả.
mà phải thực hiện từng bước. Trước hết là buông bỏ chấp trước, không chấp trước nữa. Thật sự không ôm giữ tất cả pháp thế gian hay xuất thế, lúc đó tâm thanh tịnh liền hiện ra. Điều này trong kinh đã mô tả, thanh tịnh bình đẳng giác. Đạt được bước đầu thì tâm thanh tịnh hiện tiền, mà đạt được tâm thanh tịnh thì chắc chắn sẽ giảng sanh. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh thì quải Phật cũng tịnh, ta chắc chắn sẽ được giảng sanh. Bước tiếp theo là tâm bình đẳng hiện tiền, không phân biệt. Phật cùng chúng sanh bình đẳng, giữa oan gia đối đầu với những người thương yêu nhất đều bình đẳng. Oán thân bình đẳng, bắt đầu buông bỏ từ đây. Khi tâm bình đẳng hiển lộ thì sẽ sanh sang cõi phương tiện hữu dư. Tịnh tông được gọi là đạo dễ thực hiện. Điều này những vị tổ sư ngày xưa thường dạy. Được nói khi so sánh với 8 vạn 3.999 pháp môn còn lại, cổ nhân có cách nói như thế này: trong 8 vạn 4.000 pháp môn, tịnh độ là pháp môn đặc thù. Nằm ngoài 8 vạn 4.000 pháp môn đó, pháp môn đặc thù, pháp môn đó được gọi là dư đại đạo. Trong cuốn này niệm lão cũng liệt tịnh tông vào một trong những 8 vạn 4.000 pháp môn. Bởi thế ngài nói còn lại 8 vạn 3.999 pháp môn. Chúng ta thì điều thú vị khi những đại đức cổ xưa nói ngoài 8 vạn 4.000 pháp môn, pháp môn này được gọi là dư đại đạo. Thật là một việc hiếm gặp. Vì nó là điều dễ duy nhất nên gọi là dễ thực hiện. Có nghĩa là tất cả 8 vạn 4.000 pháp môn đều không dễ. Sao lại nói không dễ? Nó đòi hỏi phải cắt đứt phiền não. Đó là điểm khó chúng ta không cắt được. Trong lúc đó pháp môn tịnh độ không đòi hỏi cắt đứt phiền não, mà chỉ cần điều phục phiền não, bắt phiền não lắng dịu xuống, giống lấy đá đè cỏ, chỉ cần đè nó xuống là được. Cắt là gì? Nhổ bật cả gốc rễ lên gọi là cắt. Vậy mới khó, quá khó. Đá đè cỏ, đá là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Đó là đá, dùng nó để chặn cỏ lại. Cũng có nghĩa là chúng ta khởi tâm động niệm, khi niệm đó bắt đầu nổi lên, ta lập tức tìm đến Phật A-di-đà, chuyển nó thành Phật A-di-đà, không để cho niệm đó phát triển phình to ra. Bất luận thiện niệm hay ác niệm, chỉ cần nổi lên liền dùng câu A-di-đà Phật ấn nó xuống, tất cả đều đưa về A-di-đà Phật. Bởi thì pháp môn niệm Phật là pháp môn di diệu thù thắng, không gì sánh bằng. Tập khí phiền não nặng nề trong con người phàm phu, làm sao có chuyện không khởi niệm? Nếu không khởi niệm thì đã trở thành thánh nhân, người phàm không làm được. Bởi thì cổ đức hướng dẫn chúng ta không sợ niệm khởi, mà chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là gì? Quý vị đã tạo nghiệp, niệm đầu tiên nổi lên, niệm thứ hai là Phật A-di-đà, là không tạo nghiệp. Như thế mới gọi là biết niệm Phật. Niệm Phật như thế mới có tác dụng. Không thể không hiểu. Vì thế một hành giả niệm Phật thực thụ, không phải mỗi ngày niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật, không phải cái đó, mà quan trọng là tâm thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh.
tâm niệm nào nổi lên, liền dùng danh hiệu Phật A-di-đà đè nó xuống. Khi niệm không nổi lên nữa thì danh hiệu Phật cũng không cần nữa, hết chuyện rồi, mọi việc đã khôi phục như cũ. Khởi niệm là niệm Phật, niệm như thế lâu ngày thì công phu mới sâu, tâm thanh tịnh hiển bày, tâm bình đẳng hiển bày, niệm cho đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh. Niệm cho đến đắc định, đây gọi là sự nhất tâm bất loạn. Niệm cho đến khai ngộ, đó gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn có cùng cảnh giới, tương đương với đại triệt đại ngộ của thiền tông, đại khai viên giải của giáo môn. Tất cả đều đạt đến cõi thật báo trang nghiêm. Đoạn tiếp theo, nếu bàn đến thực chất như trong phẩm này đã nói, thì nên biết chuyện giảng sanh không hề đơn giản. Đây là một sự thực. Trong phẩm này đã được đề cập trong Tam Bối Giảng Sanh. Nói cho chúng ta việc giảng sanh thế giới cực lạc, đó là sự thực. Sau khi đọc xong, quý vị mới hiểu, đây không phải là một việc dễ thực hiện. Dễ so với 84,000 pháp môn, bởi vì 84,000 pháp môn đòi hỏi các đức phiền não, còn đây là pháp môn không đòi hỏi như thế, nên gọi là dễ. Song điều phục phiền não như thế nào? Nếu không điều phục được, thì cho dù quý vị có niệm Phật cả đời cũng không thể giảng sanh. Bởi thì đới nghiệp là đới nghiệp cũ, chứ không đới thêm nghiệp mới. Ta có thể mang theo phiền não đã tạo trong kiếp trước, nhưng kiếp này những phiền não trước lúc giảng sanh, đặc biệt là niệm cuối cùng, niệm cuối cùng trước khi lâm chung là danh hiệu Phật, quý vị phải mang theo. Nếu niệm sau cùng khi lâm chung không phải là Phật A-di-đà, thì quý vị không mang gì đi được, vẫn phải tùy nghiệp mà luân chuyển, cũng có nghĩa là tiếp tục luân hồi trong 6 đường. Sau khi mất con người sẽ đi đâu? Nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ kéo anh ta đi đầu thai? Vì sao sau khi con người mất lại đọa làm súc sanh? Vì họ không phân biệt phải trái, ngu si, không có trí tuệ. Sao có người chết rồi lại đọa vào cõi quỷ đói? Vì lòng tham họ nặng quá. Tuy họ không đến nỗi không phân biệt phải trái, nhưng mỗi suy nghĩ của họ đều nghĩ đến việc chiếm đoạt. Có người sau khi chết liền rơi vào địa ngục, vì tâm sân hận đố kỵ, báo thù của họ nặng quá. Những người như thế sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Có người sau khi chết được sanh làm người. Cõi người là gì? Lòng giữ luân thường nghiêm túc, mỗi niệm họ đều không quên luân thường đạo đức, mỗi niệm đều nghĩ đến hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, họ sẽ trở lại làm người. Mỗi niệm đều từ bi, mỗi niệm đều muốn làm 10 điều thiện. Những người như thế sau mệnh chung sẽ được sinh lên cõi trời, tất cả đều do tâm niệm sau cùng. Chúng ta thử nghĩ xem, tâm niệm sau cùng của chúng ta là gì? Điều này rất quan trọng. Nắm chắc tâm niệm sau cùng, chắc chắn sẽ được giảng sanh tịnh độ. À,
phải một lòng cầu sanh thế giới Cực Lạc, không thể không hiểu vấn đề này. Điều này có liên quan đến kiếp sau của ta, không được sai lầm dù chỉ nhỏ bằng sợi tơ. Mỗi ngày chúng ta phải rèn luyện bản thân. Rèn luyện những gì? Dùng câu A-di-đà Phật để điều phục phiền não, nuôi nó thành thói quen. Làm sao niệm lúc cuối cùng trước khi lâm chung phải là Phật A-di-đà, như thế mới thành công. Chúng ta xem phần tiếp theo. Túc căn chúng sanh có vô lượng khác biệt. Có sự khác nhau vì thiện căn được tu tập từ kiếp trước. Kinh Di Đà cho chúng ta biết, không thể có ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh sang đó. Thiện căn mỏng quá không được, phước đức mỏng quá cũng không được, nhân duyên không đầy đủ cũng không được. Muốn cả ba điều kiện này hợp lại một chỗ là chuyện không dễ dàng. Thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe, nghe được tịnh độ phải đủ ba điều kiện đó. Trong kiếp này quý vị mới thành tựu. Ba điều kiện không đầy đủ thì kiếp này quý vị không có phần. Không có phần ở đây được hiểu là quý vị đang ở trong sáu đường. Như thế là rắc rối. Chúng ta phải muốn vượt thoát luân hồi ngay trong kiếp này. Nhưng nếu một trong ba điều kiện trên không đủ thì phải thêm vào. Ngay trong kiếp này chúng ta có thể bổ sung vào. Nên bổ sung bằng phương pháp nào? Tín, nguyện, trì danh là có thể bổ sung vào được. Chúng ta cố gắng làm, buộc mình phải nghe kinh, thỉnh pháp, niệm Phật. Nếu nghe kinh mà bổ sung thiện căn chưa đủ, niệm Phật chưa đủ để bổ sung phước đức. Khi đủ duyên, duyên trong hiện tại chúng ta đang gặp, khi gặp được nó sẽ hội tụ. Ta gặp những lời chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, duyên của ta đã đầy đủ. Gặp được, nhưng có tin hay không, liệu có hiểu nổi không? Đấy là thiện căn. Tôi không thể tin, vẫn cứ đọc. Đọc mãi rồi phải tin. Tại sao? Đã hiểu lý lẽ. Mục đích giảng kinh của Đức Phật trong 49 năm cũng ở chỗ này. Nghĩa là giúp tất cả mọi người đoạn nghi sinh tín. Đây là mục đích, mục tiêu hàng đầu của kinh điển. Mục đích của việc dạy học giảng kinh trong 49 năm là ở đây. Ngày nay chúng ta đọc nhiều, nghe nhiều, từ từ sẽ có niềm tin, thiện căn được bổ sung thêm. Phước đức là gì? Một hướng chuyên niệm. Một hướng chuyên niệm sẽ thật sự có phước đức lớn. Phần trước chúng ta đã nói rất cụ thể, không cần phải tu công đức nào nữa. Công đức này đã tròn đầy rồi. Chỉ cần siêng năng niệm Phật thì công đức nào cũng tròn đầy. Quý vị muốn nó làm gì nữa? Những thứ khác đâu có tác dụng gì. Siêng năng tụng niệm kinh vô lượng thọ, siêng năng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Như thế là mỗi ngày quý vị đều tu công đức viên mãn rồi. Nghiệp chướng đã tiêu trừ. Chỉ tâm, phần trước đã nói là nhất tâm niệm Phật. Trong nhất tâm không có vọng niệm, không có tạp niệm.
không có hoài nghi. Niệm một danh hiệu Phật được như vậy thì tiêu trừ được tội nặng 80 ức kiếp sanh tử. Phật không bao giờ nói dối. Mỗi ngày quý vị đều niệm, niệm đến mấy năm thì tất cả những tội chướng trong vô lượng kiếp đều tiêu tan hết. Nghiệp chướng tiêu tan rất rõ. Tại sao vậy? Thân thể rất nhẹ nhàng, tướng mạo đổi khác, tinh thần phấn chấn. Tất cả những thứ đó là tướng tốt. Tướng tốt ngay hiện tại. Tôi đã chứng kiến những cụ già tóc bạc, nghe tôi giảng kinh họ tin ngay, rồi siêng năng niệm Phật. Niệm được 2-3 năm tóc lại đen. Họ vui lắm, mặt mày hớn hở đến tìm tôi. Đầu con đã đen lại rồi đây. Liệu có chuyện đó không? Có. Tại sao vậy? Cảnh do tâm hiện. Ngày trước tâm không thiện, bây giờ tâm đã thuần tịnh thuần thiện. Quý vị còn sống lâu, trường thọ, bởi vậy sức khỏe hoàn toàn bình phục, mà không cần thuốc. Tất cả thuốc trị bệnh bây giờ đều có tác dụng phụ, giả nhiều thật ít. Sợ mắc lừa, nỗ lực không dùng thuốc, ta tự sức mình để khôi phục sức khỏe. Việc đầu tiên là tin bản thân, rằng ta cùng với Phật A-di-đà không khác. Đưa Đức Phật A-di-đà vào trong tâm ta, đổi chỗ tâm ta. Thành Phật A-di-đà, như thế là mạnh khỏe nhất, không có gì có thể sánh bằng. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ là Phật A-di-đà. 48 lời nguyện là Phật A-di-đà. Tam bối giảng sanh là Phật A-di-đà. Tùy chọn một pháp môn, rồi thâm nhập từ đó, được lợi ích công đức thù thắng, không gì sánh bằng. Quý vị sẽ nhận được. Chúng ta xem đoạn này nói rất cụ thể. Túc căn của chúng sanh có vô lượng sai biệt, phước đức nhân duyên mỗi người một khác. Quý vị xem ba điều kiện: túc căn, phước đức nhân duyên, mỗi mỗi bất đồng, mỗi người một khác, mỗi mỗi dị biệt. Nếu biết vô lượng chúng sanh giảng sanh trong mười phương, thì phẩm loại của họ cũng không thể tin hết. Tam bối cửu phẩm là đại loại, nếu chia nhỏ ra nữa thì còn nhiều lắm, không thể kể hết. Điều này là thật, không phải giả. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Tiền phẩm thập phương Phật tán, nãy chư Phật xưng tháng nguyện chi thành tựu. Đây là nguyện chư Phật khen ngợi trong 48 lời nguyện.
Khi Phật A-di-đà thành Phật thì thế giới Cực Lạc cũng thành tựu. Chư Phật cả mười phương không ai không khen ngợi. Ý muốn mười phương chúng sanh nghe tên liền phát tâm, ghi nhớ thọ trì, rồi tùy nguyện giảng sanh. Dùng ý mục đích Phật A-di-đà xây dựng thế giới Cực Lạc là gì? Giúp đỡ biến pháp giới hư không giới, tất cả sáu đường chúng sanh trong các cõi nước chư Phật, chúng sanh trong sáu đường rất khó quá độ. Đây là một sự thật, đặc biệt là giúp chúng sinh trong sáu đường xây dựng một đạo tràng tu học. Thế giới Cực Lạc là một đạo tràng tu học lớn. Bằng bi nguyện của Ngài 48 đại nguyện để gia trì cho những chúng sanh có phiền não nghiệp chướng sâu nặng, giúp họ thành tựu ngay trong kiếp này, thì công đức đó lớn lao lắm. Đây chính là chư Phật trong mười phương đã mong chờ bấy lâu, không nghĩ ra. Không phải là không có năng lực, cần hiểu trí tuệ năng lực tướng hảo của chư Phật Như Lai hoàn toàn giống nhau, nhưng không nghĩ ra. Phật A-di-đà đã nghĩ đến chuyện này, và Ngài đã xây dựng công trình này. Sau khi xây dựng xong, mỗi chư Phật không ai là không hoan hỷ. Ngài đã giải quyết được nỗi lo của tôi rồi. Bởi thì những chúng sanh khó quá độ, chư Phật Như Lai đều khen ngợi Phật A-di-đà, khuyên mọi người nên niệm Phật để cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đưa tất cả những công việc cần quá độ giao cho Phật A-di-đà, giới thiệu cho Phật A-di-đà đều đến thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Thế giới Cực Lạc là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Khi đến đó, tiếp tu những lời dạy của Phật A-di-đà thì sẽ thành Phật ngay trong kiếp này. Tất cả đại nguyện của chư Phật Như Lai đều có chung một việc đó, là mong tất cả chúng sanh sớm thành Phật. Tất cả chúng sanh là Phật, đó là nhân tố chính. Tại sao bây giờ chúng ta ra nông nổi này? Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Rắc rối hiện nay của chúng ta là mắc bệnh. Mắc bệnh gì? Mắc bệnh ba loại độc, đó là mầm vọng tưởng, mầm phân biệt và mầm chấp trước, ba độc. Đây là một vấn đề khá phiền toái. Nếu buông bỏ triệt để phân biệt chấp trước vọng tưởng thì vấn đề liền được giải quyết. Có thể chia ra để buông bỏ. Quý vị xem Tam Bối Giảng Sanh, hạ bối toàn phàm phu chưa thể buông bỏ, đới nghiệp giảng sanh rất hay. Đới nghiệp thì không thể thành công, nhưng ta thấy Phật A-di-đà đã từ bi đến cùng cực. Chưa cắt hết phiền não kiến từ mà vẫn được giảng sanh, và cũng tiếp nhận được lời dạy dỗ của Ngài. Đây là một việc làm quá khó. Khó được, nhưng ở các cõi trên thì không phải hiếm. Cõi thật báo cũng không hiếm, cõi phương tiện cũng thế.
nhưng hiếm gặp nhất là cõi phàm thánh đồng cư. Ngài có cách để những người hãy còn chấp trước nặng trong cõi phàm thánh đồng cư buông bỏ tập khí chấp trước, giống như những người tham lam ở thế giới chúng ta đi. Nhưng khi sang thế giới cực lạc, thì họ không còn tham lam nữa. Vì sao vậy? Vì của cải bên đó quá nhiều, lấy không hết mà dùng cũng chẳng thiếu. Thực ra thế giới của chúng ta đây, cái gì là quan trọng đối với ta? Không phải của cải. Nó có hay không không thành vấn đề. Quan trọng nhất là không khí. Không có nó trong vòng 10 phút ta sẽ chết. Nhưng có ai tham lam không khí? Chưa nghe ai cất giữ không khí. Vì sao? Vì nhiều quá. Của cải ở thế giới cực lạc rất dồi dào. Quý vị muốn vàng bạc ngọc ngà để đầy trên giường. Không ai ra đường để gỡ nó mang về cất giữ cả. Mang trên người? Không có. Vàng bạc chỉ để lát đường. Đá quý liệu thật sự quý không? Người ta làm vật liệu xây dựng đây. Dùng châu báu làm vật liệu xây dựng. Nó nhiều quá nên không ai ham muốn làm gì. Người ta sẽ cười chê những kẻ tham lam. Chiêu này của Phật A-di-đà thật lợi hại. Ngài để cho lòng tham của ta sẽ không còn dấu vết khi sang bên đó. Những chuyện ăn uống nam nữ bên này Phật biết. Yêu thương nam nữ sẽ trở thành sợi dây vô hình trói buộc, rất phiền não. Nên giảng sanh về thế giới cực lạc toàn là người nam, không có người nữ. Tất cả đều giống hình dáng Phật A-di-đà. Không phải chỉ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà thân có vô lượng tướng, tướng có nhiều vẻ đẹp. Việc ăn mặc, muốn mặc áo quần có ngay trên thân. Không cần mua cũng không đi may. Tất cả đều biến hóa tự nhiên. Nên quý vị không nổi lòng tham. Trong nhà cũng không dùng thùng bảo hiểm, cũng không có tủ đựng quần áo. Vì sao? Rơm ra, muốn mặc áo đã có trên thân, không muốn nữa nó tự nhiên biến mất, không thấy nữa. Ăn uống cũng thế, không cần nhà bếp. Muốn ăn món gì, trăm thứ thức ăn bày trên bàn, không muốn ăn nữa, không thấy. Khỏi cần rửa bát đũa, không cần thiết. Bởi thế lòng tham không có đất dụng võ. Phòng ở của bạn sạch sẽ ngăn nắp, rộng rãi. Khi khách đến chơi muốn ngồi, nghỉ một cái đã có bàn ghế bày ra tề chỉnh. Khách về bàn ghế cũng không còn, không cần dọn dẹp. Ở đâu có được môi trường như thế? Chỉ có thế giới cực lạc. Chư Phật Như Lai mới thực hiện được. Quý Ngài nghĩ thay cho chúng sanh trong sáu đường. Tất cả những vấn đề này trong sáu đường chúng sanh không có. Trời quá lạc ở tầng thứ năm cõi dục. Tất cả những thứ họ cần đến đều do biến hóa mà có. Không cần nữa, những thứ đó bèn biến mất. Hoàn toàn giống thế giới cực lạc. Trời trong cõi dục còn làm được thì chỗ Phật A-di-đà có trở ngại gì đâu. Trời tha hóa tự tại ở tầng thứ sáu, muốn có gì thì không phải bản thân họ biển hóa. Chư thiên cõi trời quá lạc, đọc được suy nghĩ của họ, bèn biển hóa những thứ đó đem đến cúng dường. Tầng trời thứ năm đến cúng dường. Khi những người ở cõi trời đó bảo không cần nữa thì tự nhiên những thứ đó không còn nữa. Tất cả những việc này hai tầng trời bên trên cõi dục có thể thực hiện được. So với chư thiên cõi dục thì oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc thù thắng gấp bội phần.
chư thiên cõi dục làm sao sánh được với Phật? Vậy nên mới dùng phương pháp tuyệt diệu này khiến cho chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, không cần khuyên bảo nhưng tự ta bỏ. Buông bỏ ở đây là kiến tánh, kiến tánh thành Phật, tuyệt diệu cực kỳ. Vì thế chư Phật khen ngợi, có nghĩa là mong chư Phật thay Ngài chiêu sinh, còn Ngài mở lớp để dạy học. Mười phương chư Phật giúp Ngài chiêu sinh, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải Tịnh Độ Tam Kinh cho chúng ta vậy. Tam Kinh toàn giới thiệu thế giới cực lạc, khuyên chúng ta buông bỏ vạn duyên để cầu sanh tịnh độ. Thế Tôn như thế, Như Lai trong mười phương cũng như thế, không một vị Phật nào không khuyên chúng sanh trong sáu đường vãng sanh thế giới cực lạc. Vì vậy người được vãng sanh đến thế giới cực lạc cực kỳ đông, không thể tính hết số người mỗi một ngày vãng sanh đến đó. Nghe xong chúng ta không khỏi nghi ngờ, tại sao số người đông đúc ở thế giới cực lạc chắc ồn ào lắm, thôi không đi nữa đâu, ta cứ tìm ngọn núi nào đó để tu tập cũng được. Vậy là quý vị đã sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Tuy rộng lớn thế, nhưng lý tưởng của thế giới cực lạc đều đáp ứng tất cả mọi ý nguyện. Khi đến thế giới cực lạc, nếu không muốn nhìn một lượng người đông như vậy, muốn ngồi một mình trên một đỉnh núi hoặc bên cạnh một hồ nước yên tĩnh, đi đến đâu quý vị cũng có thể thấy được cảnh tượng như thế. Không một bóng người. Quý vị nghĩ đến Phật A-di-đà, Ngài liền có mặt. Quý vị không muốn thấy Ngài nữa, liền không thấy Ngài. Ở thế giới đó, mọi thứ đều đáp ứng được lòng mong của mọi người. Quả thực là một thế giới hiếm thấy và khó được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.